Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm tạ sơ mousse Forter 0,1% được sản xuất tại Ấn Độ. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về tạ serumus forte oilmen 0,1% cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của tạ serumus forte oilmen 0,1%. Tạ crolemus 0,1%. Dạng bào chế, dạng kem. Viêm da cơ địa là gì? Viêm da cơ địa là một bệnh viêm da tái phát mãn tính với cơ chế bệnh sinh phức tạp liên quan đến tính nhạy cảm di truyền dối loạn chức năng miễn dịch và biểu bì, và các yếu tố môi trường. Ngứa là triệu chứng chính, tổn thương da từ ban đỏ mức độ nhẹ đến lichen hóa dày da mức độ nặng đến chứng đỏ da. Công dụng chỉ định của tạ Sermus Forte Oimen 0,1% Kem tạ Crolimus 0,1% được chỉ định ở người lớn và thanh thiếu niên 16 tuổi trở lên để điều trị viêm da cơ địa vừa đến nặng ở. Người lớn đáp ứng không đầy đủ hoặc không dung nạp các liệu pháp điều trị truyền thống như corticosteroids dùng tại chỗ. Cách dùng và liều dùng của tạ sơ mousse Factor Oilman 0,1% Làm sạch mặt, sau đó sử dụng tạ sơ mousse ở các vùng viêm da hoặc eczema. Bạn có thể hợp sản phẩm hoặc không, nên lưu ý quan sát da trong 1-2 tuần đầu. Tạ sơ mousse 10h 0,1%, 0,03% tạ Crolimus, kem gel bôi hết eczema, viêm da dị ứng. Chống chỉ của tạ sơ mousse Factor Oilman 0,1% không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng tạ sơ Foster Oil Mình 0,1%. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm tạ sơ Foster Oil Mình 0,1% đồng thời biết cách sử dụng tạ sơ Foster Oil Mình 0,1% sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.